Sau khi lưỡng nghi xây chuyển rồi đó, động đất chuyển trời rồi đó, thì núi chỗ này sụp xuống chỗ kia trồi lên đó. Thì có một cái dãy núi ở một chỗ nào đó nó sẽ dời về ở cái hướng tây nam, nó mọc. Nói đến một đoạn tiên tri của Đức Thầy, đó là câu bay hồn khiếp vía kể từ đây, nhắn gửi cho ai vội trách thầy, trời hạ năm dê chưa nửa nửa, tầng hoàng mái tạo xịt cũng lằng xây thiện tính gõ chân thầy, chớ nóng tánh phạm chớ vội quay, ngày lụng tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thấy cái hay hay. Thì mấy câu trên này thì Đức Thầy ý muốn nói là sẽ đến một cái thời kỳ bay hồn kiếp vía, mà thời kỳ đó nằm ở vào cái năm nào. Thì đây tôi xin được giảng giải cái câu này: bay hồn kiếp vía kể từ đây, nhắn gửi cho ai vội trách thầy, là ý thầy muốn nói đến cái vị một vị tín đồ mà vào năm 1943, là vị này nói nếu như qua cái năm dê của năm 1943 mà không có chuyện xảy ra thì vị này sẽ không tu. Cho nên Đức Thầy mới tiên tri tiếp là trời hạ năm dê chưa nữa. Thì trời hạ năm dê đây, năm dê là năm con giáp dê, có nghĩa là năm con giáp dê là 60 năm. Nhưng Đức Thầy vẫn nói là chưa nữa. Cái nửa đầu là thêm một con giáp dê 12 năm nữa, là 72 năm. Như cái nửa sau nó chỉ là nửa con giáp dê thôi, đó là 6 năm. Như vậy thì mình lấy 60 cộng 12 cộng 6 thì nó sẽ ra con số 78. Mà 78 này cộng với 1943 thì nó sẽ ra 2021. Như vậy thì tuần hương mái tạo cũng lặn xây, thì đến năm 2021 thì mái thiên cơ sẽ xây. Thì lúc đó Đức Thầy tiên tri tiếp là lằn xây thiện tính gõ chân thầy, có nghĩa là khi cái cơ tầng diệt nó là 2 năm. Của clip vừa rồi tôi cũng có nói lên là cơ tầng diệt 2 năm. Thì có nghĩa là qua năm 22 thì mới gõ được chân thầy, là thầy sẽ xuất hiện vào trong năm 22 đó, có thể là cuối năm nay. Chớ nóng tánh phạm chớ vội quay, có nghĩa là thầy khuyên chúng ta nên tu hành, đừng bao giờ nóng nảy, luôn luôn giữ cái tâm tánh của mình tốt, tâm yên tịnh. Thì ngày lụng tháng qua năm sẽ đến, tất nhiên là đến năm 2021 là sẽ cơ tầng diệt 2 năm, là năm 2021 và năm 2022. Như vậy thì trẻ già sẽ thấy cái hay hay, tức là cuối năm nay mọi người sẽ thấy được những chuyện rất là hay sẽ xảy ra. Thì Đức Thầy nói lên những cái lời này, ý Đức Thầy cũng nói nếu như năm 2021 cho đến cuối năm 2022 mà không có chuyện xảy ra thì lúc đó mọi người trách thầy, còn nếu xảy ra thì mọi người sẽ thấy được những cái hay sẽ xảy ra. Thì đây là lời Thầy nói là như vậy. Thì trong Tứ Thánh cũng có nói lên rất rõ ràng là những câu như thế này: dầu cho động đến bồng lai, 2 năm phải chịu, nào ai xuống trừ. Tất nhiên là 2 năm này là năm 21-22 này, tất cả loài người chúng ta phải chịu những cái cảnh khổ sở, không có ai xuống giúp. Bởi vì cái cảnh khổ này chính là cái nghiệp của chúng ta đã gây ra rất là nhiều mà chúng ta không hay biết. Mà nghiệp của chúng ta ở đây là gì? Thì ở đây tôi cũng xin chia sẻ với mọi người là như thế này. Nghĩa là thường ngày chúng ta bị 6 cái nghiệp. 6 cái nghiệp này rất là nặng, nhưng mà chúng ta không bao giờ để ý đến. Đó là nhĩ nghiệp, nhãn nghiệp, trí nghiệp, khẩu nghiệp, tâm nghiệp và thân nghiệp. Thì 6 cái nghiệp này, nếu mình bị một động vào một cái thì nó sẽ dính liền ở 6 cái này. Ví dụ như tôi sẽ nói như thế này cho quý vị nghe.
Ví dụ như tai của chúng ta nghe một cái chuyện gì đó mà chúng ta cảm thấy nó bị cháy tai, khó chịu, thì ánh mắt chúng ta sẽ nhìn vào và nhìn vào một cái điểm nào đó với một ánh mắt có vẻ như tức giận, thì trí não chúng ta sẽ suy nghĩ ra những cái điều mà chúng ta muốn thực hiện đến, thì khẩu chúng ta sẽ phát lên những lời khó nghe. Thì khi khẩu chúng ta phát lên những lời khó nghe thì tâm chúng ta sẽ nóng giận, và khi tâm của chúng ta nóng giận lên thì tai chúng ta sẽ hành động, đó là thân chúng ta hành động. Tức có nghĩa là khi quý vị nghe một đoạn văn nào đó, hoặc quý vị xem một cái đoạn clip nào đó mà quý vị cảm thấy không vừa ý với quý vị, thì quý vị phải cảm thấy suy nghĩ và tìm cách nối lên những gì mà mình cảm thấy cho nó đã cái cơn giận của mình. Thì tâm các bạn phải nóng lên thì tai các bạn sẽ hành động, và các bạn sẽ bình luận vô những cái chuyện gì đó. Thì đó là những cái nghiệp mà chúng ta đã mang hàng ngày mà chúng ta chưa từng thấy, chưa từng biết. Đó là nhĩ nghiệp, tức những lỗ tai nghe không những điều không đúng. Thì ánh mắt chúng ta sẽ nhìn người đó với một cái cách nhìn rất là khó chịu, thì chúng ta đã tạo ra một cái nhĩ, chúng ta đã tạo ra cái nhĩ nghiệp rồi. Thì cái đó là cái nhãn nghiệp chúng ta sẽ tạo ra tiếp đó. Thì cái trí chúng ta sẽ suy nghĩ, đó là chúng ta đã tạo ra thêm một cái trí nghiệp. Thì khẩu chúng ta phải nối lên thì lại tạo thêm một cái khẩu nghiệp nữa. Thì khi khẩu chúng ta nối lên thì tâm chúng ta nóng giận, thì tâm chúng ta nóng giận lên thì thân chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ đánh người đó, hay hoặc giả như chúng ta sẽ bình luận vô một câu nào đó cảm thấy rất là khó nghe. Thì vì sáu cái nghiệp này chúng ta đã mang hàng ngày mà chúng ta không bao giờ hay biết. Mà nếu chúng ta nói chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành, mà chúng ta hàng ngày chúng ta dướng vào sáu cái nghiệp này, thì chúng ta niệm Phật có ích lợi gì, tu hành có ích lợi gì? Vì chúng ta cảm thấy chúng ta chưa có nhận định được những cái chuyện này, đó là gây ra chúng ta rất là nhiều cái nghiệp. Còn tại sao á, có những cái tín đồ, ví dụ như tín đồ ở bên cái bổn phái này thì lại ghét cái tín đồ bên bổn phái kia, tín đồ bên bổn phái kia thì lại ghét cái tín đồ bên bổn phái nọ, tức chê với nhau hoài. Vì tất cả mọi người ở đây, nói một câu xin lỗi, mọi người không hiểu, vì tất cả mọi người ở đây nghĩ rằng á, là tu hành rất là đơn giản. Thật sự nó không đơn giản như quý vị nghĩ. Cũng như là đắc đạo là như thế nào, đắc pháp là như thế nào, và đắc cái quả là như thế nào, thì quý vị không hiểu. Ở đây tôi xin chia sẻ cho quý vị. Đắc đạo là chúng ta tu và theo một cái đạo nào đó mà chúng ta hiểu rất rõ về trong cái đạo, từng cái quy tắc, từng cái cách hành đạo, và mình làm như thế nào là mình hiểu được tất cả những nội quy trong đạo đã đưa ra cho chúng ta hiểu. Mà khi chúng ta hiểu được những cái nội quy đó thì chúng ta là một tín đồ ngoan đạo. Nhưng mà cái tín đồ ngoan đạo của chúng ta ở đây đó là ai nói gì mặc ai, ai làm gì mặc ai, mình cứ đi theo cái nền đạo của mình, cái hướng đạo, cái người mà hướng đạo cho mình đi theo đúng là được, đó là mình là ngoan đạo. Còn cái này mình tu theo cái đạo của mình mà người ta nói động tới là mình muốn sân si lên, muốn đánh, muốn chửi người ta, như vậy mình không phải là ngoan đạo mà mình là cuồng đạo. Thì thật sự như vậy mình chưa phải là một người đắc đạo. Mà đắc đạo đây là gì? Đắc đạo cũng giống hệt như là mình học tiểu học vậy thôi, chứ không phải đắc đạo đây không phải là cao siêu cái gì. Đắc đạo là hiểu được đạo và hành theo những gì trong đạo đưa ra, đó là đắc đạo. Còn khi các bạn đã đắc đạo xong rồi thì lúc đó các bạn sẽ từ từ học qua cái trung học, đó là đắc pháp. Đắc pháp đây là hiểu được lời Phật nói, hiểu được trong kinh nói gì. Mà khi mình hiểu được thì mình phải dùng lấy cái pháp Phật đó, mình phải sám hối cái bản thân của chúng ta, sám hối bản thân của mình. Khi mình sám hối bản thân của mình rồi thì mình mới sám hối được bản thân người khác. Cho nên người ta nói ở đây đắc pháp là hiểu được
cái lời của Phật dạy, hiểu được cái lời, những lời, những gì trong kinh nói, những lý lẽ rất là xác thực ở trong kinh nói, mình phải hiểu được, mình phải nắm được, thì đó là đắc pháp. Thì đắc pháp ở đây mình chỉ mới là một cái học lên một cái trình độ cũng như là trung học thôi. Nhưng mà từ cái chỗ đắc pháp này, mình hiểu được pháp, mình tự sám hối bản thân của mình được rồi, thì lúc đó mình mới hành pháp. Hành pháp ở đây là gì? Là mình sám hối bản thân của người khác, hoặc giả như mình làm những chuyện gì đúng, làm những chuyện gì ở trong kinh sách nói, hoặc giả như là những lời của Phật nói, đó là đắc pháp, thì mình sẽ hành pháp. Thì khi mình hành pháp được rồi, thì lúc đó ơn trên mới nhìn thấy là mình đã đủ những cái điều kiện mà mình đã làm, thì ở trên mới cho mình đắc quả. Đắc quả đây là cũng như là mình được phong một cái quả giống như là một vị thần, hay là một vị thánh, hay là một vị A-la-hán, hay là một vị nào đó. Đó là đắc quả. Thì cho nên khi chúng ta đắc quả là chúng ta mới đậu đại học. Còn nếu chúng ta đắc đạo, đắc pháp thì chúng ta vẫn chưa là cái gì hết. Cho nên mọi người cứ nghĩ rằng đắc đạo là mình đã thành công rồi, đắc pháp là đã thành công rồi, thật sự sai hoàn toàn. Đắc đạo là hiểu được đạo, ngộ ra được cái đạo, và mình nên làm những chuyện gì đúng theo đạo, đúng theo quy tắc của trong đạo, đó là đắc đạo. Còn đắc pháp là hiểu được lời Phật, hiểu được những gì trong kinh nói, và mình phải tự sám hối bản thân mình, và mình sẽ hành theo những cái điều đó, thì đó là đắc pháp. Còn sau khi đắc đạo, đắc pháp thì những cái việc làm của mình đúng, ngay thẳng thảo hiền, thì mình mới được đắc quả. Thì cái đắc quả đây mới thật sự là một cái người được chứng, chứ không phải là đắc đạo là được chứng, không phải đắc pháp là được chứng, mà đắc quả mới là một người được chứng. Thế này tôi cũng muốn xin chia sẻ thêm một điều nữa. Có rất là nhiều các bạn tu theo đạo Phật, có người tu theo đạo Chúa, người tu theo đạo Tin Lành, hay là Phật giáo Hòa Hảo, hay là Cao Đại giáo, hay bất cứ bổn phái nào, thì đều không hiểu một điều. Vì ở đây á, người ta thường nói là Thiên Hoàng, Nhân Hoàng và Địa Hoàng. Ba vị này tức là Phật Thánh Tiên. Phật Thánh Tiên khi lâm phạm, thì thật sự Phật Thánh Tiên ba ngôi này bằng nhau, không người nào lớn hơn người nào hết. Như khi lúc lâm phạm thì xuống trần đó, thì vị Thánh là một vị cao nhất, quyền hạn của vị này là nhiều nhất. Bởi vì các vị Thánh thì họ khai quốc, có nghĩa là lập ra một đất nước. Khi họ lập ra một đất nước, họ lo cho dân, lo cho chúng sanh, đó là trách nhiệm của một vị Thánh là khai quốc. Còn trách nhiệm của một vị Tiên là khai luật. Khai luật đây là gì? Có nghĩa là thừa tướng, hay là đại tướng, hoặc là thủ tướng, lo những cái công ăn việc làm cho dân chúng, lo làm sao cho dân chúng được ấm no hạnh phúc. Những cái luật ai làm sai trái với đạo lý thì phải bị phạt, bị tội gì đó. Thì đó là cái trách nhiệm này, là trách nhiệm của Tiên. Các vị Tiên, đó là trách nhiệm khai cái luật đó. Còn trách nhiệm của vị Phật là khai đạo. Khai đạo đây là gì? Tất nhiên vị Phật này sẽ không dính vào trong chính trị xã hội, mà vị Phật này xuống trần lâm phạm là để mở ra cái đạo, để dạy cho chúng sanh ăn hiền ở lành, không có làm ác, không có làm dữ, tránh đi những chuyện sát sanh hại vật, biết yêu thương nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau, là biết sám hối, biết những điều mình làm sai là mình nên tránh, mình không có làm những chuyện sai, để cho loài người chúng ta sẽ được thoát đi cái luân hồi. Đó là Đức Phật. Các vị Phật xuống đây là để khai đạo. Cho nên tất cả những cái nền đạo trên cái cõi đời này đều là một vị một khai sáng ra, đó là vị Phật. Thì khi vị Phật khai sáng ra thì tất cả những cái hàng đệ tử của ngài ví dụ đi đến chỗ khác thì họ sẽ khai ra một cái nền đạo khác, như họ dẫn đi vào trong những cái đường hướng mà Đức Phật đã dịch ra. Rồi
cho họ. Thì đạo khác cũng vậy thôi, cũng y hệt như như là một thôi, chứ đâu có đạo nào mà chỉ cho mình tầm bậy đâu. Nhưng mà ở đây tầm bậy đây là con người chúng ta làm nên tầm bậy, chứ không có Phật nào làm nên tầm bậy hết, và không có cái bổn đạo nào làm nên tầm bậy hết. Chỉ có con người chúng ta nghĩ bậy, sân si nghĩ bậy rồi làm bậy. Thì đây tôi muốn nói lên những điều á để cho mọi người biết. Có nhiều khi á, có những người họ tự cho là họ tu hành cao, họ hiểu biết cao, thật sự những người đó không hiểu biết được bao nhiêu. Đây tôi nói một câu xin lỗi, họ không biết được cả cõi trời là gì, cõi Phật là gì, họ không hiểu. Cũng như bây giờ tôi chỉ ví dụ một điều như thế này, ví dụ như một vị vua của một đất nước thì quyền hạn của vị này là phải lớn nhất, là một vị thánh đó, là vua của một đất nước. Còn các vị tiên xuống đây là thủ tướng, thừa tướng, thì làm sao lĩnh lớn cao hơn cái vị vua được này? Thì có phải là nằm dưới quyền của cái vị vua này không? Còn vị Phật thì cũng như là giáo hội Phật giáo đi, thì một vị chủ tịch giáo hội Phật giáo thì có lớn lĩnh hơn một vị chủ tịch nước hay không? Hoặc giả như có lớn lĩnh hơn một cái vị thủ tướng hay không? Cho nên ở đây á, bên Phật giáo là nó tách rời ra xã hội, hay là bên tất cả bổn đạo nào cũng đều tách rời ra xã hội hết, chỉ là tu tâm dưỡng tánh, là một người tốt, một người hiền. Mà trong cái thời này đó là cái mạng ba, tại sao Phật Thánh Tiên phải quay trở lại, là đây là tam vị thánh tổ quay trở lại đây. Mà tam vị thánh tổ này là ai? Thì trong cái màn này á, thứ nhất tôi muốn nói lên một điều là tam hoàng ngũ đế. Nhưng mà chuyến này á, trong cái màn này chỉ còn có tứ đế thôi, không còn là ngũ đế. Là cái vị mà hắc đế sẽ không có, là chỉ có thanh đế, bạch đế, huỳnh đế và xích đế, chỉ có bốn vị này thôi. Còn vị hắc đế là không có. Là tại sao vị hắc đế không có thì điều này tôi xin phép không lộ ra, vì đây cũng là một cái chuyện không tốt mà cũng không có vui lắm, cho nên là cho phép tôi không lộ ra chuyện này. Thì đây tôi muốn nói với quý vị là khi chúng ta tu hành trong cái mạng ba này, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta hiểu biết nhiều, chúng ta hay ho. Thật sự trong sâm giảng của Đức Thầy nói lên cắt gõ, nói lên cái bài ai ngựa chi kỷ. Như thật sự ra tất cả những người nghiên cứu về sâm giảng của Thầy, họ không có nhìn thấy ở chỗ mà Thầy nói lên cái gì. Vì trong cái bài ai ngựa chi kỷ nói lên cắt gõ, Thầy đã nói lên cắt gõ. Cắt gõ ở đây là cái gì? Những cái lời của Thầy nói, người hiểu được Thầy nói, thứ nhất là người này không phải là cái người nằm ở trong bổn đạo của Phật giáo Hòa Hảo. Thứ hai á, là người này á, là con tiên quay trở về đây. Mà người này cũng chính là người chi kỷ của Thầy. Chỉ có người này mới hiểu được Thầy là ai và Thầy nói lên những gì. Cho nên ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là cái trong cái bài mà ai người chi kỷ, thì hôm nay tôi xin chia sẻ như thế này. Trong chánh văn của Đức Thầy thì ông viết như thế này: nghĩ việc đời xưa gẫm việc nay, ai người chi kỷ, ai là ai, tái sanh chọn lựa trang hiền thảo, thức tỉnh tâm chung sẽ vẹn mãi. Thì bốn câu này tôi xin chia sẻ với các bạn là này: nghĩ chuyện đời xưa ngẫm việc nay, tất nhiên là cái vị này và Đức Thầy đã cùng đi chung với nhau rất là nhiều kiếp rồi, chứ không phải là kiếp này. Có nghĩa là từ xưa đến nay là hai người này vẫn đi cùng với nhau. Trong bất cứ khi nào mà Thầy quay về thì người này sẽ quay về.
Cho nên là người này rất hiểu về những gì thầy nói, mà người này cũng chính là học trò của thầy đó. Thì câu thứ hai là ai người chi kỵ, ai là ai, thì thầy muốn nhắc cho người này biết là khi người này một ngày nào đó người này sẽ đọc vào sấm giảng của thầy thì người này sẽ hiểu được bản thân của họ là ai. Tái sanh chọn lựa trang hiền thảo, thức tỉnh tâm trung sẽ vẹn mãi. Tất nhiên người này họ còn trẻ, vẫn là một người ăn chơi xa đọa, luôn luôn cái bằng là không bao giờ nghĩ tới chuyện tu hành. Nhưng đến một ngày nào đó thì người này sẽ thức tỉnh. Khi thức tỉnh tâm trung sẽ vẹn mãi. Và câu kế tiếp là vẹn mãi mới đẹp, đẹp tiên gia. Bởi vì người này là cốt tiên trở về. Khi người này thức tỉnh rồi là người này tu tập, người này mới nhìn thấy được bản thân người này là ai. Tông tổ thơm tho phước hải hà. Tông tổ thơm tho này á, nhiều người người ta không nhận ra cái câu này. Tông tổ thơm tho, chữ thơm này á là ý muốn nói đến một vị tên là Hồ Thơm. Còn vị này là ai thì quý vị có thể lên mạng tra ra thì sẽ biết Hồ Thơm đây là ai. Người này chính là chi kỷ của Đức Thầy nha. Tịch mịch quyền sâu ai hiểu đặng. Tịch mịch quyền sâu là từ cái thời mà rất là xa xưa, những cái chuyện xa xưa đó của Đức Thầy, người nào hiểu được thì ắt là thấu tích sĩ cuồng ca. Thầy nói rất rõ ràng những chuyện xa xưa của thầy, những cái kiếp của thầy mà ai hiểu được thì thật sự người này mới là hiểu được Đức Thầy. Thì cũng như trong cái những cái lần mà thầy đã chuyển kiếp xuống thì thật sự nhiều thì tôi cũng không có gành lắm, tôi cũng không phải. Ở đây tôi cũng muốn nói với các bạn là tôi chỉ biết được khoảng 18 đời của Đức Thầy. Thì đây trong 18 đời của Đức Thầy á, thì tôi cũng xin chia sẻ như thật sự tôi cũng muốn nói thiệt là tôi cũng không phải là người mà Đức Thầy nói trong cái bài Đại Đạo nghe. Tôi chỉ là một người bình thường thôi, một người tu làm người thôi, chứ tôi không có tu theo đạo Phật, cũng không có tu theo đạo Công giáo hay là đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài hay là Tinh Lành vậy đó. Tôi không có theo đạo nào hết, tôi chỉ tu làm người thôi. Nhưng mà tình cờ thì tôi cũng có một người thầy giảng giải cho tôi được hiểu thôi. Thì đây tôi muốn nói thế này, có nghĩa là cái đời đầu tiên, các đời trong các đời của Đức Thầy là gồm có Đại Ca Diếp, Đức Chúa Giê-xu, Đức Phật Di Lạc, Khương Tử Nha, Trương Lương, Khổng Minh, Lưu Bái Ôn, Chạng Trình, Lão Tử. Lão Tử là Lý Nhĩ đó. Rồi Phạm Lãi, La Sơn Khu Tử, Đức Phật Thầy, Đức Phật Thầy Chùa Tây An đó. Rồi Đức Phật Chùm, Đức Bổn Sư, rồi Sư Vải Văn Phai, rồi Đức Thầy Huỳnh Vũ Sổ. Và một kiếp nữa đó là Bạch Sĩ Tiên Sinh. Thì Bạch Sĩ Tiên Sinh thì tôi cũng đã từng có hội ngộ Bạch Sĩ Tiên Sinh. Người này là ai thì tôi biết rất rõ. Nhưng mà bây giờ người này cũng đã bỏ cái xác rồi. Đó là Bạch Sĩ Tiên Sinh. Thì dõng dạng tôi biết được những cái đời của Đức Thầy. Cho nên tôi ở đây trong clip trước tôi có nói về Đức Chúa Giê-xu và Đức Phật. Đây là Đức Phật Di Lạc. Là một người thôi chứ không phải là hai người. Mà thật sự tất cả những cái tên mà tôi đã nói ra vừa rồi đó, đó là những cái kiếp của thầy. Nhưng mà trong đó có một kiếp có một ngày một cái vị quân sư của nước Hán, đó là Trương Lương. Thì vị Trương Lương này đó cũng chính là Đức Thầy. Mà trong cái kiếp này thì vị này đi chung với một vị, đó chính là Quỳnh Long, là học trò của Đức Thầy đó, là Quỳnh Long, là vị này chính là Hán Cao Tổ Lưu Bang. Mà trong sấm của trong Kim Cổ Kỳ Quang, ông Ba Thế ông có nói cái câu là chốn biển bạc lập sơ tăng hớn, chữ phá điện quan lớn đáo sơn. Sơ tăng hớn đây là gì? Sơ có nghĩa là chỉ là lập lên một cái sự sơ khai, tăng là mới, hớn là nhà Hán. Tất nhiên là người này á,
là cái người là một vị Hán Cầu Tổ Lưu Bang đã quay trở về tái kiếp. Mà người này ở đâu thì tôi thật sự không dám nói. Nhưng mà người này sẽ lập lại cái nhà Hán. Nhưng mà người này không phải là vị Minh Vương nha. Tôi chỉ nói một điều, người này chính là ở trong Sấm Chặn Trình có nói là cái câu là dục thức thánh nhân sứ đa sức ứng Bảo Giang. Thì đây là cái vị này chính là cái vị thánh ở sông Bảo Giang. Còn cái vị mà Minh Vương á, thì trong sấm của ngài Chặn Trình có nói cái câu là dục thức thánh nhân hương quê kiều cư Bắc Phương. Thì đây là rõ ràng vị thánh này đó thật sự là vị Minh Vương, là ngài Thanh Đế. Ngài Thanh Đế mới chính là vị Minh Vương, còn Huỳnh Đế không phải là vị Minh Vương đâu nha. Cái này là tôi xin nói thiệt. Còn Đức Thầy là Bạch Đế, còn ngài Quang Đế Thánh Quân chính là Xích Đế. Cho nên ở đây tại sao vừa rồi tôi nói là ngũ đế, trong cái mạng này chỉ còn có tứ đế thôi. Một vị Hắc Đế không có trong mạng này. Thì cũng như là trong lời di ngôn của Đức Phật Thầy cũng có nói lên bốn ngọn cờ đó. Mà tại sao Đức Phật Thầy không nói năm ngọn cờ mà chỉ nói lên bốn ngọn cờ? Thì đây là không có ông Hắc Đế là rõ ràng. Còn những câu kế tiếp trong cái bài Ai Người Chi Kỷ có những câu như thế này: cuồng ca nẻo đạo trốn quyền thâm. Đây là ý là Thầy nói là sau cái thời của Đức Thầy đó, quyền thâm là quyền cơ đó, cuồng ca nẻo đạo trốn quyền thâm, tức có nghĩa là bắt đầu cái nền đạo của Thầy sau khi thầy xa gời cái đạo rồi đó, là cái nền đạo đó, trốn quyền thâm là cái tương lai đó. Nghĩ chuyện xa xa ruột tím bập, tất nhiên sau này sẽ có một cái đời làm cho cái bổn đạo rất là đau khổ, rất là cực khổ ở trong cái khoảng thời gian này, và cũng khó có duy trì được cái nền đạo là tốt đẹp được, công khai được đó. Là nghĩ chuyện xa xa ruột tím bập, đau đớn cho đời, ôi thảm họa. Tất nhiên là trong cái đời này nó có nhiều cái cảnh mà bất công, nhiều cái cảnh mà mình muốn làm cũng không làm được, muốn nghĩ cũng không có nghĩ được. Thì cũng như là Đức Chặn Trình ông có nói cái câu là chừng nào lúa mọc trên chì đó, dôi đi trên giấy đến kỳ đồng chu, khôn thì giả dại giả ngu, biết thì giả điếc mà tu lấy mình. Đây là cái thời này. Mặt sầu có miệng cũng dương cầm. Thì trong bốn câu này tôi sẽ đọc lại trong bốn câu con này ha: cuồng ca nẻo đạo trốn quyền thâm, nghĩ việc xa xa ruột tím bầm, đau đớn cho đời, ôi thảm họa. Mặt sầu có miệng cũng dương cầm. Tất nhiên là Đức Thầy nói trong cái cuộc đời này, cuộc đời tới đây, các bổn đạo sẽ nhìn thấy những cái cảnh thảm họa. Dù rằng mình có miệng, những chuyện bất công, những chuyện này chuyện kia, mình không thể nào nói được. Đây là những gì Thầy nói. Thì cũng như Đức Chân Trình ông nói đó, là khôn thì giả dại là ngu đó, biết thì giả điếc mà tu lấy mình. Còn cái vị Huỳnh Long này đó, là vị này là ai á, thì Thầy cũng có tiên tri trong cái bài sấm này. Người này chính là chi kỷ của Thầy. Vì luôn luôn khi nào Thầy quay trở lại cái khỏi trần này thì vị này cũng đi chung với Thầy, thường xuyên là đi chung với Thầy. Là trong cái bài là Huỳnh Long lộ dị, bạch sĩ tiên sinh. Huỳnh Long đây không phải là Thầy nha, là học trò của Thầy. Mà tại sao lại gọi là Huỳnh Long lộ dị? Bởi vì cái chặng này là ông Huỳnh Long, ông đánh bằng cái đuôi, cho nên mới có cái câu là Huỳnh Long lộ dị. Bạch sĩ tiên sanh này là tại sao lại gọi là bạch sĩ tiên sanh? Bạch sĩ tiên sanh chính là Đức Thầy. Mà tại sao lại có trong cái chặng này? Bởi vì trong cái chặng này, chặng độ để đánh thiên ma đó, là cái chặng độ này là chặng độ của Đức Thầy lập ra để cho Huỳnh Long đánh cái chặng này. Thì Đức Thầy cũng có nói rõ ràng người này chính là gì? Nam Quốc Công Khanh. Tất nhiên người này đứng đầu trong hàng chặng tướng võ, đứng đầu trong hàng chặng tướng võ, ra đời cụ thể. Nam Quốc Công Khanh ra đời cụ thể. Người này chính là Thánh Dương, không phải là Minh Dương.
là đứng đầu trong tất cả mà bên quan võ đó, lại vị này đứng đầu có thể cho là nguyên số đó. Rồi họ sang sự xế mắc kế chương lương, đây là rõ ràng Đức Thầy muốn nói lên là trong cái trận đánh đó Đức Thầy đã lập một cái trận, là Bạch Sĩ Tiên Sinh lập trận để cho Quỳnh Long đánh trận này, thì Thiên Ma mắc kế chương lương là lọt vào trận đó. Rồi tự giác thôn lương qua dương cơ khí, tất nhiên là trận đánh này rõ ràng là Thiên Ma đã thua trong trận đánh này, là trong cái bài mà anh Hố Họ Phan mà của Đức Thầy nói là Quỳnh Long lộ vậy đó. Là đây là nói về hai người, một người là học trò của Đức Thầy là Quỳnh Long, một người là Bạch Sĩ là Đức Thầy. Đức Thầy lập ra cái trận này để cho Quỳnh Long đánh cái trận này, mà Quỳnh Long đánh cái trận này là đánh bằng cái đuôi, cho nên mới có cái câu là Quỳnh Long lộ vậy. Thì trong cái bài này đó, ngài Trần Trình ông cũng có tiên tri đó, là năm Giáp Tý Dẻ Khê đã gạn, lộ ngũ tinh chinh tượng thái hành. Năm Giáp Tý, tại sao Dẻ Khê đã gạn? Đây là ý muốn nói là năm Giáp Tý đã lãnh cái lệnh ở trên đó, là Dẻ Khê đã gạn đó, lộ ngũ tinh chinh tượng thái hành, tất nhiên là xếp tướng tinh ra để đánh cái trận này. Ăn trên vũ khí ban hành, kẻ cơ kẻ thơ ký tí, người canh xuân đại. Là ý nói lên hai người, kẻ thơ ký tí chính là Quỳnh Lộc, người canh xuân đại chính là Đức Thầy, là Bạch Sĩ Tiên Sinh. Trong cái bài này nói rất rõ là hai người, là ngài Văn Trịnh nói là nó rõ là cũng giống như cái bài Quỳnh Long lộ vĩ này thôi. Thì cũng như ngài Văn Trịnh cũng có tiên tri thêm, đó là cái câu hộp đà thai thánh nghìn tài, giáng sinh gũi kiếp quỷ ma nhà trời. Nói ra thì lậu sự đời đó. Cái câu sau là cái câu gì tôi cũng quên mất tiêu. Thì thật sự ở đây thì ngài Văn Trịnh ông cũng nói là chính là cái trận này đánh vào năm nào, và vị này là ai, thái thánh nghìn tài trước lên là vị Quỳnh Long này và Bạch Sĩ Tiên Sinh. Cũng như là cái câu mà trong Đức Sư Giải thì ông có nói á, là bá gia hại cố mà chờ Giáp Tý Ất Sửu, chuyện mau bây giờ. Giáp Tý Ất Sửu đây là trận đánh này vào năm nào, là năm Giáp Tý là năm 1996, năm Ất Sửu là năm 1997. Thì trận đánh này chính là cơn bão số 5 của năm 1997. Thì chẳng trình ông không nói là phương đội giặc đã đến chiều bãi dông. Thì những người nào á, các bạn nào ở một cái tỉnh mà xảy ra cái cơn bão số 5 này, thì các bạn cũng nhớ lại đi. Vì trong cái cơn bão số 5 này đó, vào cái ngày cơn bão số 5 nó hoành hành, thì qua ngày mai cơn bão tự nhiên nó tan, không còn gì nữa hết, và nó sẽ im dịu lại, không còn bão tố gì hết. Chứ thường thường bão thì nó đâu có bao giờ mà một ngày đâu, bão thì nó nhiều ngày. Mà vị này là ai thì thật sự ra quý vị cũng tra trên mạng đó, có một vị tướng, một vị vua của đất nước Việt Nam của mình đó, đánh trận là không có bao giờ mà đánh hai ngày, trận đánh là trong một ngày là xong, trong một ngày là xong. Thì đoàn việc vị này chính là người đó đó, đã tái kiếp trở lại là ở phương đội đó. Thì ngài Văn Trịnh có nói là phương đội giặc đã đến chiều bãi dông, thì rõ ràng là trận đánh tới chiều là 10 giờ trưa đó là hình thành áp thấp nhiệt đới, 2 giờ chiều là hình thành bão đó, thì tới 7-8 giờ tối đó là bão bắt đầu nó tan dần, nó chỉ còn có cái đuôi thôi, qua ngày mai là hết luôn, không còn thấy bão ở trong các cái tỉnh nữa. Thì rõ ràng đây là Trần Trình ông đã chia sẻ, ông đã tiên tri rất là rõ là chỗ đó. Còn cái bài sấm mà Đức Thầy ông nói là bốn câu sấm như thế này, ông có nói là một cái bài sấm, là tôi xin đọc cái bài sấm này để cho quý vị được biết về cái bài sấm của Đức Thầy ông nói. Là ẩn sát phàm phu dình thích đạo, mặc tình thế sự chúng khinh khi, mấy kẻ tu mi chọn nhân đạo, hiền nhân thức tịnh kiến quyền di, ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, kim thời ba tánh gọi ngu si. Thì ở đây tôi muốn nói rõ ràng là cái người này thứ nhất
là chỉ là một người bình thường thôi, không phải là một người tu hành gì hết. Nhưng mà người ngoài người ta nhìn vô, người ta không bao giờ biết người này là một người tu hành. Người ta cho là cái người này là giống như là cái người là ăn chơi vậy đó, chứ không phải là người tu hành. Cho nên là ông chẳng cho là ông có cái câu mà gì, cái câu mà thiên sinh hữu nhất anh hùng, cứu nhân độ thế chứ không diệt tà vậy đó. Thái nguyên cẳng bắt đường xa, ai mà tìm được mới là thằng mình. Quý nghi chạng mạo khác hình, thác cư một câu một góc kim tinh phương đội. Là quý nghi chạng mạo khác hình là tức như cái bề ngoài nó khác với cái bề trong. Cái bề ngoài giống như một người ăn chơi, một người như là một kẻ giang hồ vậy đó. Nhưng mà ở bên trong là người này là gắt tu. Là trong cái bài này thì Đức Thầy ông nói, thì Ngài Văn Trình ông cũng nói về cái người này đó. Ẩn sát phạm phu dịch thích đạo, là người này luôn luôn lúc nào đi theo cái đường lối cái pháp của Phật. Nhưng mà người này không phải là đạo Phật nha, không phải nằm trong đạo nào hết. Mặt tình thế sự chúng kinh khi, là nhiều người người ta nhìn vào người ta kinh khi, người ta cười chê người này dữ lắm. Nhất là ai, mấy kẻ tu mi chọn nhân đạo, những người tu theo đạo họ nhìn người này họ thường kinh khi cái vậy. Và họ coi người này tầm thường lắm. Hiền nhân thức tịnh kiến quyền duy, tức cái câu này là muốn nói là trước đó người này cũng là một người từng ăn chơi, từng xa đỏ đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó thức tịnh sẽ nhìn thấy được cái quyền vi, thì ngay thẳng hiếu chung trang hiền thảo. Khi người này nhìn thấy được cái quyền vi rồi, là người này biết người này là ai và luôn luôn làm những chuyện đúng, làm những chuyện ngay thảo. Kim thời bá tánh gọi ngu si, thì luôn luôn những người ở bên ngoài, những người tu hành đó, những người theo đạo này đạo kia thì thường cho người này là cái người ngu si thôi, người ngu không hiểu gì đâu. Thì tôi chỉ nói gì thôi, các bạn tự tìm hiểu ha. Còn bốn câu kế tiếp đó là nợ thế đền xong mong dài lão, hiện thằng hiếu nghĩa đáng nên ghi, lời châu ngọc phiên ai để dạ, nay gặp người quái lạ tỏ phân. Thì trong bốn câu này thì Đức Thầy ông cũng nói rõ ràng là khi người này đó trả xong cái nợ thế, là họ này đã mang, người này mang các cái nợ họ, cái tiền kiếp cũng rất lớn. Là khi người này trả xong cái nợ thế nè, thì người này sẽ nhìn thấy được những gì về bản thân của người này, thì trở thành một người hiền thần hiếu thảo hiếu nghĩa đáng nên ghi. Là người này đã là một cái người được chọn, nhưng mà kiếp này họ lên họ trả cái nghiệp rất là nặng. Người này trả cái nghiệp rất là nặng mà cũng gánh nghiệp cho ba tánh rất nhiều. Lời châu ngọc phiên ai để dạ, tất nhiên là thầy muốn phiên người này, thầy muốn phiên người này. Khi người này đọc tới những câu này, người này sẽ biết là thầy đang phiên họ, đang phiên cái người này là phải gắng làm những chuyện gì tốt. Nay gặp người quái lạ tỏ phân, tất nhiên là cái người quái lạ, tất nhiên cái người này á, sau này quý vị sẽ gặp được cái người này họ tỏ phân cái gì đó, thì nên nghe. Thật sự tôi thì thật sự bản thân tôi cũng không biết người này là ai đâu, nhưng mà tôi chỉ giảng là như vậy thôi. Vậy ở đây thì là trong sấm của Ngài Phật Trùm thì Ngài cũng có nói về cái người này, mà nói cái người này á là qua những câu như thế này. Có nghĩa là Đức Phật Trùm ổng có nói lên cái câu, Đức Phật Trùm cũng là Đức Thầy đó, mà ổng nói lên cái người này, tất nhiên người này cũng là học trò của Ngài đó, mà cũng là chi kỷ của Ngài. Cho nên là Đức Phật Trùm ổng có nói lên rõ qua những câu như thế này, là Minh Hoàng tỏ gạn nơi đông. Đây là nói là vị Minh Dương, là vị Thanh Đế đó. Thất sơn tỏ gạn lão ông ra đời, thì đây chính là Đức Thầy. Đức Thầy sẽ xuất hiện ở Thất Sơn. Cả kêu khắp hết nơi nơi, Tây Nam mở hội vậy thì sớm vô. Tây Nam đây là đâu? Tây Nam là cái hướng đội, là phương đội đó. Tây Nam chính là phương đội. Thì người này chính là cái người mà là Quỳnh Long đó. Chị anh chú bác cậu cô quay về bên hậu đầy mô kịp kỳ,
Sự cái bến Hậu đây người ta không biết cái sông Hậu nằm ở chỗ nào. Sông Tiền thì người ta biết, nhưng mà sông Hậu là sông ở đâu người ta không biết. Sông Hậu không phải là sông Hậu Giang đâu nghe quý vị. Quý vị đừng nghĩ rằng sông Hậu Giang là sông Hậu, không phải. Sông Hậu là con sông nhỏ chạy thẳng ra ngoài biển luôn. Mà trên con sông đó không có chia ra một con sông nào hết. Chỉ có một con sông Hậu chạy thẳng ra ngoài biển luôn. Thì ở hướng Tây Nam, thật sự ở chỗ này tôi không dám tiết lộ cả. Tôi chỉ nói làm gì quý vị nên đi tra cứu. Và trong những câu mà Đức Phật Trầm cũng có nói lên người này là cả kiêu già trẻ gái trai tu sao cho tạng mặt mày người xưa, tháng ngày giữ dạ múa dưa, bền lòng thiện niệm sớm chưa chẳng sợ. Thì đây nhà Phật Trầm có nói rõ ràng là tu làm sao, kêu tất cả mọi người tu làm sao để cho gặp được cái mặt của người này nè. Người này chính là cái người mà cái sứ mạng của người này là đi gom những người lương hiền trở về đó, là núi Vạn Liên để chứa người hiền đó, là người này là gom về núi Vạn Liên. Mà núi Vạn Liên là ở hướng Tây Nam đó nghe. Bây giờ thì chưa có ai biết núi Vạn Liên ở đâu đâu. Sau khi Lưỡng Nghi xây chuyển rồi đó, động đất chuyển trời rồi đó, thì núi chỗ này sụp xuống chỗ kia trồi lên đó. Thì có một cái dãy núi ở một chỗ nào đó nó sẽ dời về ở cái hướng Tây Nam, nó mọc lên đó, đó chính là núi Vạn Liên đó. Là núi Vạn Liên để chứa người hiền đó, là núi đó đó. Là cũng như là cái câu mà ông Chẳng Trình ông nói cái câu là cơ nhị ngũ thư hùng nhị quyết đó. Đảo hoành xa tam liệt ngũ phân, ta hồ vô phụ vô quân, đào duyên tán lạc ngu văn thủ thành. Đào duyên đây á, là muốn nói về hai người anh em kết nghĩa. Đúng ra là ba người, nhưng mà màn này chỉ còn có hai người đó thôi. Còn một người thứ ba là ông Hắc Đế là ông không có đó. Là còn hai người đào duyên tán lạc ngu văn thủ thành. Ở đây là muốn nói hai người này chưa có gặp lại. Thì ngô văn thủ thành là tất nhiên là người dân nó sẽ bị loạn và sẽ tự cái bằng là lo cho mình, tự lo cho bản thân mình là ngô văn thủ thành. Người đội phương phúc địa giáng linh, cũ trùng thị ứng long thành ngũ văn. Tất nhiên đội phương là ngài Văn Trình chỉ thẳng là ở phương đội là hướng Tây Nam. Phúc địa giáng linh tất nhiên là ở hướng Tây Nam sẽ có một vị thánh, đó là vị Quỳnh Long sẽ xuất hiện ở chỗ đó để cứu người hiền. Cũ trùng thị ứng long văn, long thành ngũ văn. Thì ở chỗ cái ngọn núi này đó, ở chỗ cái hướng này đó, không phải ai muốn, những người tu hành đạo đức mới được gom về đó thôi. Còn những người tầm bậy tầm bạ đến gần đó là bỏ thay đó nghe. Là trong sấm Văn Trình có nói đến gần bỏ thay đó là những người tầm bậy tầm bạ đó, không phải là ai muốn quay vô trong đó là quay đâu. Thì quý vị cũng đang gắng lên tu nha, niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật cái lòng thành mình phải đến, phải có, chứ không phải mà cái tâm mình niệm Phật rồi cái mình cứ nghĩ là cái nhà bên kia nó ác quá, nó chết trở lại. Như vậy là cái tâm của mình không có niệm được cái câu Phật đâu nha. Niệm Phật ở đây là niệm Phật muốn cứu người ta, là mình phải niệm Phật mình hướng về người ta thì mình mới cứu được người ta. Chứ không phải mình niệm Phật cho bản thân mình, mình không có hướng về người ta là mình không có cứu được người ta đâu. Cái đây là tôi chia sẻ rõ ràng cho quý vị là chỗ này. Còn cái câu kế tiếp nãy tôi đọc ở trong cái câu là tháng ngày giữ dạ múa dưa, bền lòng thiện niệm sớm chưa chẳng sợ. Tất nhiên cái người này là ăn chay trường, luôn luôn lúc nào họ cũng cái tâm của họ cũng niệm Phật, là bền lòng thiện niệm sớm chưa chẳng sợ. Thì Đức Thầy ông có nhắc lên rõ ràng là ta về mới khải lại bản đời, là Đức Thầy khi Đức Thầy trở về mới khải lại bản đời. Tử kỳ có thấu thất sơn hẹn hò. Thì tử kỳ là chi kỷ của Bá Nha, thì chỉ có tử kỳ với Bá Nha mới là chi kỷ thôi. Để đây Đức Thầy, Đức Phật cho ông nói rõ ràng là người chi kỷ của ông, cũng như cái bài mà ai người chi kỷ vừa rồi tôi có nói lên là chính là tử kỳ, là chính là Quỳnh Long. Chỉ có người này mới hiểu được Đức Thầy nói lên những gì. Còn những người trong bổn đạo thật sự phải nhìn kỹ đi, có nhiều khi những lời thầy nói chưa có hiểu lời thầy nói lên cái gì. Đây tôi xin thật sự tôi nói bằng sự thật, tôi cũng xin lỗi quý vị. Quý vị chỉ nói chung chung mà quý vị không bao giờ nhìn thấy những lời thầy nói này là thầy nói lên cái gì.
cũng như cái câu mà Đức Thầy ông nói rất là rõ ràng, mà có nhiều người họ đã bị sai lầm ở chỗ này. Đây tôi xin vạch ra cái câu này để cho những cái chỗ này là đại pháp vô vi là chân lý, thằng làm trọn vẹn chớ lo âu. Tất nhiên là tại sao lại là thằng làm trọn vẹn chớ lo âu? Ở đây muốn nói lên cái vị này là chính là Quỳnh Long. Đại pháp vô vi là chân lý, thằng làm trọn vẹn chớ lo âu. Thì ở đây Đức Thầy ông nói là Đức Thầy nè là ông lo về đại pháp vô vi và ông sẽ làm trọn vẹn chớ lo âu. Thì bên cạnh của ông chính là Quỳnh Long tự thế gần sanh chung. Quỳnh Long đây chính là học trò của thầy. Bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu. Câu này không phải là nói vậy là Đức Thầy ở trong đạo hòa hảo nha. Bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu là tất nhiên nói người này là người hiền thảo, thông gõ đuôi đầu trong cái giáo lý của Phật giáo hòa hảo. Là bổn tánh của họ, là bản tánh của họ. Hòa thôn hảo dĩ đầu là hiểu, dĩ là đuôi đầu, là đầu là trước. Có nghĩa là trước sau người này không phải là người ở trong đạo Phật giáo hòa hảo, nhưng người này rất hiểu những sấm giảng của Phật giáo hòa hảo là của Đức Thầy đó. Vì chính người này chính là chi kỷ của Đức Thầy mà. Thì tiên cảnh thoát ly truyền bá kỹ, người này á là cõi tiên trở về. Truyền bá kỹ đây không phải là 100 năm, truyền bá kỹ đây là sẽ nói cho chúng sanh hiểu đó. Truyền bá là lan rộng cho chúng sanh hiểu đó. Nắng tầm Phật lý gạch từng câu, người này mới hiểu ra và dạch ra từng câu nói của Đức Thầy nói. Chứ ở đây không phải là nói về Đức Thầy. Đức Thầy á, lãnh lệnh ở trên là rõ ràng là trong những cái bài này đó, Đức Thầy nói rất rõ nhưng mà người ta không thấy, là thượng thẩm đạo màu nẻo cao sâu này. Đảng đảng hãy làm chớ để lâu. Tất nhiên là Đức Thầy nói tất cả chúng sanh trong bổn đạo là phải chi tầm cái đạo pháp, chi tầm cái nền đạo, là để học, để cho biết, để tu thân dưỡng tánh. Thì đại pháp vô vi là chân lý. Đây là thầy nói rõ ràng là cái câu đại pháp vô vi là chân lý, là chân lý rõ ràng. Thằng làm trọn vẹn chớ lo âu. Tất nhiên là Đức Thầy, đây là trách nhiệm của Đức Thầy, là đã khai ra cái bổn đạo rồi. Nhưng mà ở bên đây Đức Thầy có nói rõ ràng là Quỳnh Long tự thế gần sanh chúng. Tất nhiên là rõ ràng là cái vị này là học trò của Đức Thầy, mà cũng là chi kỷ của Đức Thầy đó, sẽ ở gần với sanh chúng. Bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu, người này không phải là người ở trong làng hòa hảo, nhưng mà rất hiểu về sấm giảng của Đức Thầy là của Phật giáo hòa hảo đó. Tiến cảnh thoát ly truyền bá kỹ, tức những người này là cõi tiên trở về đây. Truyền bá kỹ là sẽ truyền coi như là lan rộng ra đó, sẽ nói lên tất cả những gì mà của thầy nói. Thì cái câu sau cùng là nắng tầm Phật lý gạch từng câu, là chỉ có người này mới hiểu được thầy nói lên những gì. Đây là những gì tôi thấy rõ ràng tôi nói là thôi. Còn quý đồng đạo cảm thấy tôi nói sai thì thật sự tôi xin lỗi quý vị. Nhưng mà quý vị hãy nên xem kỹ là những gì thầy nói nha. Chứ tôi thấy quý vị như thế nào thì quý vị tự hiểu đi. Đây là cái câu này đó, cũng là Đức Thầy ông cũng nói rõ ràng là cột đồng vốn thiệt khó đồng, chữ minh vốn thiệt danh ông sáng lọ. Đây là muốn nói về vị Quỳnh Long. Cột đồng vốn thiệt khó đồng, chữ minh vốn thiệt danh ông sáng lọ. Đây là hai câu này là nói về vị Quỳnh Long. Còn hai câu sau là nói về Đức Thầy nè. Chữ châu là bủ ngọc tọa, minh châu có phải đó là hay không? Chữ châu đây là bủ ngọc tọa, chính là nói về Đức Phật Thầy, là Đức Thầy. Tất nhiên hai người này có cái câu như thế này mà mọi người người ta hiểu lầm. Cái câu mà lộn đi lộn lại cũng tao với mày nè, là ý Đức Thầy nói là chỉ có hai người thôi, cứ lên xuống quậy xuống quậy, hai người này quậy lên quậy xuống là hai người chi kỷ. Mà những cái đời của Đức Thầy và người này quậy lên quậy xuống đã rất là nhiều lần lắm rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Cũng như tôi chỉ ví như những cái đời chẳng hạn như là Hán Cao Tổ Lưu Bang thì bên cạnh có Dương Lương, Châu Văn Dương thì bên cạnh có Khương Tử Nha,
Châu Văn Dương là khác nha, còn Châu Võ Dương là khác nha quý vị. Châu Văn Dương là người là Quỳnh Khai đó, còn Châu Võ Dương là gồm Thâu Thiên Hạ. Châu Võ Dương chính là Thanh Đế, còn Châu Văn Dương chính là Quỳnh Đế. Rồi Thống Minh thì bên cạnh có Gia Cát Lượng, chú Yên Chương thì bên cạnh có Lưu Bá Ôn, Quan Trung Nguyễn Huệ thì bên cạnh có La Sơn Phu Tử. Rồi Phạm Lãi thì bên cạnh có Công Tiễn. Thì những cái đời như vậy đó thì tôi chỉ nói lên thôi, còn các vị này là ai thì thật sự tôi không dám nói đâu. Thì quý vị thấy rõ ràng là mấy cái người này á đã quậy lên quậy xuống với Đức Thầy rất là nhiều lần lắm rồi, chứ không phải là mới cái kiếp này đâu. Cho nên tất cả những tín đồ nên suy xét lại những lời mà Đức Thầy đã nói rất rõ, rất là chi tiết. Cho nên trong cái màn này, khi chúng ta muốn được thoát được cái nạn thì chúng ta phải tu hành niệm Phật. Mà tu hành niệm Phật ở đây cái thứ nhất là đừng có bao giờ mà bị như là cái nhĩ nghiệp nè, nhãn nghiệp nè, chí nghiệp nè, khẩu nghiệp nè, tâm nghiệp là thân nghiệp. Là tôi xin nhắc lại những cái nghiệp này tất cả mọi người phải nên bỏ, đừng bao giờ mà để vướng trong cái thân thể của mình nữa. Có nghĩa là khi cái lỗ tai mình nghe những cái điều mà trái tai thì con mắt mình phải nhìn người ta với một ánh mắt khó chịu rồi. Thì con mắt nhìn như vậy thì cái đầu của mình bắt đầu suy nghĩ những cái câu nào đó, những cái ý gì đó phải nói lên cho nó đã cái miệng mình, thì cái miệng mình đã thốt ra những cái lời khó nghe. Thì cái miệng mình đã thốt ra những cái lời khó nghe đó là cái tâm mình nó nóng giận lên, thì cái tai mình sẽ hành động. Như vậy thì trong 6 cái nghiệp này, đó là trí, đó là nhĩ nhãn, trí khẩu, tâm thân. Mà 6 cái nghiệp này đó hàng ngày chúng ta thường gặp mà chúng ta chưa từng không biết luôn nữa, không để ý nữa. Chúng ta bây giờ chúng ta phải chịu để ý, mà chúng ta phải thấy được nó. Chúng ta bỏ được 6 cái nghiệp này thì cũng như là chúng ta đã giảm được 60% cái tội mà mình đã làm ra rồi. Thì như vậy chúng ta mới quay trở về lẹ được, kẹp được, chúng ta mới tu hành đắc được. Còn mà chúng ta cứ tu mà cứ nghĩ là ông này nói bậy, ông kia nói sai, cứ thọt cái tay vô bình luận chửi người ta, hay là đánh người ta, hay là cái miệng nói lên những cái điều gì, hay là ánh mắt nhìn gì đó có vẻ như là thù hận người ta, như vậy là mình bị những cái nghiệp đó hàng ngày rất là nặng. Quý vị làm ơn đi, đừng bao giờ làm những chuyện đó nữa. Mà quý vị nói cái tâm quý vị tu, quý vị đi chùa hay gì đó, mà quý vị làm như vậy là thật sự quý vị sai lầm hết hoàn toàn, không có đúng đó. Hôm nay, ngày hôm nay là tôi xin nói lên những cái gì rất là rõ cho quý vị. Còn cái một cái bây giờ tôi sẽ nói là một cái câu cuối cùng là như thế này. Có nghĩa là quý vị phải nhìn thấy chuyện này. Có nghĩa là bổn phận của mình, mình là một người phụ nữ, là một người vợ thì phải lo quan tâm gia đình. Nếu như mình ở bên chồng thì còn có cha mẹ chồng, mà nếu mình ở cái nhà riêng đi thì cũng có chồng và con của mình. Ví dụ chồng của mình đi làm thì cái thời gian của mình sẽ nấu cơm, làm dọn dẹp nhà cửa, hoặc giả như là đi rước con đi học, lo cho con. Thì cái thời gian đó quý vị nên tập trung vô cái gia đình, làm công việc đi bằng cái tay, cái tâm mình niệm Phật. Đừng bao giờ giấc trưa 3-4 giờ chiều cái đi vô trong chùa công phu, nghĩ rằng mình tạo được công đức. Không có công đức gì trong đó vậy. Cái đó là quý vị đi dành công với mấy ông thầy chùa. Bây giờ mấy ông thầy chùa mấy ông ăn tiền của bà già bà thánh, mấy ông phải tụng kinh cho tất cả những cái phần vong người ta nghe. Còn mình vô trọng mình dành cái gì, mình không có được một cái lợi gì chứ. Mà mình bỏ đi biết bao nhiêu cái lợi, chẳng hạn như là lo cơm cho chồng nè, bị rước con nè, rồi lo cơm cho ông bà già chồng, hay là nhà cửa mình phải quét dọn nè, những cái chuyện đó mình phải làm ở nhà, chứ mình đâu có đi vô chùa để làm cái gì. Đi vô trong dành công với ông thầy chùa mình được có một đồng, mà ở nhà mình mất đâu gần cả 100 đồng, là tất nhiên mình không có được cái lợi bao nhiêu chứ, mà cái hại của mình một đống ở nhà. Quý vị phải nhìn thấy những cảnh này. Còn ăn ở trong chùa đó nha, quý vị phải nhớ một cái tô phở ở ngoài
nó 50.000 thôi, mình bỏ ra 50.000 mình ăn. Mà mình đi vô chùa mình ăn một tô phở nó là 5 triệu chứ không phải là 50.000. Vì mình ăn một tô phở này mình phải thiếu tiền bà già bà tánh, thiếu ở trong này biết bao nhiêu người ta cúng vô trong động mình ăn, trong đó là mình phải thiếu nợ người ta. Thêm một cái tôi cũng xin chia sẻ rõ ràng là thật sự là xin phép ân trên cho con nói rõ ràng về cái vấn đề này. Thứ nhất, những người mà tại sao thầy kia chúng ta tu tại gia mà chúng ta không có tu trong chùa? Bởi vì khi một người xuất gia đi tu, bây giờ không biết là cái người đó tu như thế nào, nhưng mà trước tiên đã mang ba cái đại tội rất là lớn. Tội thứ nhất đó là bất trung, tội thứ nhì là bất hiếu, tội thứ ba là bất nghĩa. Bởi vì mình là một công dân của một đất nước, thì thay vì mình ở nhà mình làm ăn buôn bán, thì trong cái làm ăn buôn bán mình vẫn đóng thuế cho đất nước, là mình cũng đã góp phần xây dựng đất nước. Mà mình không làm, mình bỏ đất nước, mình đi tu như vậy là mình đã bất trung. Còn bất hiếu đây là cha mẹ sanh mình ra, mình chưa có trả hiếu được gì cho cha mẹ, vậy mình bỏ mình đi tu cho cha mẹ ở nhà ai lo, mình không quan tâm tới, như vậy là bất hiếu. Còn chị em, vợ con ở nhà, anh em vậy là bạn bè vậy là mà người ta đã từng bên cạnh mình, đã từng giúp mình hay từng chia sẻ với mình những cái gì đã tốt lành đó, mà bây giờ mình bỏ người ta mình đi vô chỗ tu, như vậy là mình bất nghĩa. Mình đã mang ba cái đại tội này rồi. Mà khi mình tu đắc được cái quả đó thì mình mới xóa được cái ba đại tội này. Còn mà mình tu không đắc được cái quả đó là cái đại tội này đó, ba cái đại tội mình mang suốt đời, mà cái nợ của thế gian, của Đà La Thí Chủ mà cúng vô trong đó, mình trả cũng cả nghìn cả tỷ cái kiếp của mình nữa, còn chưa có trả xong nữa. Như vậy thì tại sao mà những ông tại chỗ đi tu mấy ông không có bằng những người tu ở tại gia là chỗ đó? Người ta nói tu ở trong chùa một tháng bằng ngồi ở nhà tu có một tiếng đồng hồ thôi, ở đây là sự thật. Vì tu ở trong chùa ăn tiền của bá gia nè, rồi ba cái đại tội mình đang mang nè, mình chưa có trả xong nè, rồi đủ thứ chuyện hết vậy đó, mà mình làm bậy một cái là mình còn chết chắc nữa. Nợ mình chưa trả xong thì làm sao mà mình giúp được ai đây? Còn mình tu ở nhà một tiếng đồng hồ thôi, còn những cái một tiếng đồng hồ đó là mình tự làm, tự ăn, tự này tự kia, tự làm cho cái tâm mình tịnh lại. Mà trong khi giữa một cái chợ gì sao, giữa một cái chỗ mà cái bằng là nó gum bét hết vậy mà mình tịnh được, mình tu được, thì như vậy có phải là tu ở nhà một tiếng đồng hồ bằng tu ở trong chùa một tháng không? Cái này là tôi nói bằng sự thật chứ không phải là nói giận đâu, không có dám nói bậy đâu, nói thật. Cho nên quý vị phải hiểu một điều là mình tu thứ nhất là phải biết làm sao cho đúng. Tâm mình niệm Phật rồi đó, mà mình có nghe người ta nói cái gì tụng bậy mình cũng không để ý tới. Mà cái mình không để ý tới thì mình sẽ không bị những cái nghiệp kế tiếp. Cũng như lỗ tai nghe mà mình thôi kệ đi, cũng như không nghe, thì như vậy thì mình đâu có phải dướng tới trí nghiệp, rồi nhãn nghiệp, rồi thân nghiệp, rồi khẩu nghiệp, rồi tâm nghiệp nữa đâu. Mình đâu có dướng đâu. Rồi ở đây cái tham sân si đó, rồi em thầy chùa thì mình kêu rằng chúng ta phải bỏ tham sân si. Thật sự tham sân si chúng ta không có bỏ, mà chúng ta phải sửa. Một người mà bỏ đi cái tham sân si đó thì giống như một cục đá vậy đó. Ở đây tôi muốn nói là ví dụ ngày xưa chúng ta tham tiền bạc, tham nhà lầu vật chất. Bây giờ chúng ta không có tham cái đó nữa, mà chúng ta tham tu hành, tham niệm Phật. Như vậy chúng ta có phải là sửa chứ? Những cái tham tập bậy chúng ta không làm, chúng ta sửa lại, tham đúng. Còn cái sân ngày xưa chúng ta nóng giận đánh người, giết người, hại người, bây giờ chúng ta sẽ sửa lại. Mình nóng lòng đi cứu người, giúp người, nóng lòng làm những cái chuyện gì đó có lợi cho xã hội, thì cái đó mình đã sửa lại cái nóng của mình, là cái nóng đúng. Rồi cái si ngày xưa tôi si mê gái đẹp, thì si mê anh chàng này đẹp trai, cô nàng này đẹp gì đó, sắc dục gì đó, bây giờ tôi không si cái đó. Mà tôi si mê những cái chẳng hạn như là thấy người ta bị nạn mình giúp người ta, cứu người ta, si mê những cái niệm Phật, đọc kinh gì đó, xem giáo lý gì đó, thì cái si của tôi là cái si đúng. Cho nên tham sân si mọi người không có nên bỏ mà phải sửa thì nó mới đúng. Còn nếu chúng ta bỏ thì giống hệt như cái chiếc dép của mình á, rồi mình rút cái chân mình ra, chiếc dép của mình nằm chết y nguyên, cũng như là một cái chiếc dép bằng mũ thôi, bằng nhựa thôi.
mà khi mình thọt cái bàn chân mình vô thì cái kép của mình mới lúc lắc được. Nếu mình thọt bỏ cái tham sân si thì không khác nào rút cái chân ra khỏi chiếc kép, thì làm sao chiếc kép nó nhúc nhích được đây. Mà mình sửa cái tham sân si thì chiếc kép nó mới nhúc nhích được. Thì đây tôi xin chia sẻ với quý vị vậy. Thôi tới đây cũng xin tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thân tâm an lạc. Xin chào quý vị.